Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày 13 tháng 10, ngày kỷ niệm Đức Maria hiện ra lần cuối cùng tại Fatima với ba trẻ chăn chiên vào năm 1917, tức là cách đây 104 năm. Mãi muôn đời nhân loại chúng ta sẽ không bao giờ quên sứ điệp của mẹ khi mẹ hiện ra nói với Lucia, Jacinta và Francisco trên đồi Cova da Iria thuộc nước Bồ Đào Nha năm xưa. Ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco là ba trẻ chăn chiên thuộc những gia đình nghèo ở làng quê Fatima nước Bồ Đào Nha, giáo phận Leiria. Hằng ngày các em được cha mẹ trao phó cho công việc đó là dẫn đoàn súc vật chiên cừu đi ăn cỏ ở các vùng đồi núi quanh đó. Các em thường có thói quen là sau khi lùa bầy súc vật ra cánh đồng ăn cỏ thì các em liền quỳ gối trên một bãi đất trống để đọc kinh và lần chuỗi mân côi chung với nhau. Mùa hè năm 1917, lúc đó thế chiến lần thứ nhất đang diễn ra. Vào ngày 13 tháng 5, các em đang sốt sắng đọc kinh lần chuỗi mân côi lúc gần giữa trưa thì bỗng một luồng chớp chói lòa làm các em bỡ ngỡ, kéo hoàn toàn sự chú ý của các em về những ngọn cây trên đồi Cova da Iria. Bỗng một vị sáng láng hiện ra. Phụ nữ ấy xin các em hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở lại, cầu nguyện cho chiến tranh sớm kết thúc. Người nữ ấy còn dặn các em hãy trở lại nơi này vào ngày 13 mỗi tháng. Theo lời người nữ căn dặn, các em cứ ngày 13 mỗi tháng là đến và đã được nhìn thấy bà hai lần sau đó vào ngày 13 tháng 6 và 13 tháng 7. Đến ngày 13 tháng 8 thì nhà cầm quyền địa phương đã ngăn cả các em không cho các em tới Cova da Iria. Thế nhưng người nữ đã hiện ra với các em trước đây lại hiện ra với các em vào ngày 19 tháng 8. Đến ngày 13 tháng 9, người nữ lại hiện ra và xin các em lần hạt mân côi để cầu nguyện cho chiến tranh sớm kết thúc. Vào ngày 13 tháng 10, người nữ ấy lại hiện ra một lần nữa và trong lần này người đã xưng mình là Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Mẹ mời gọi các em hãy cầu nguyện và làm việc đền tạ. Trong lần này, một hiện tượng rất lạ đã xảy ra làm rung động mọi người, từ chính quyền đến dân chúng. Và các nhà báo đã gọi hiện tượng này là hiện tượng mặt trời múa hay là hiện tượng vầng thái dương như đang rơi khỏi bầu trời và lao xuống đất. Đến ngày 13 tháng 10 năm 1930, tức là sau 13 năm, với nhiều cuộc điều tra, xác minh, cầu nguyện và tìm hiểu, thì Đức Giám mục Giáo phận Leira bấy giờ đã công nhận chính thức việc Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ tại đồi Cova da Iria, Fatima, Bồ Đào Nha là một sự kiện có thực. Và Ngài đã cho phép tổ chức các việc đạo đức để cung kính Đức Maria Mân Côi ngay chính nơi mà Mẹ đã hiện ra vào năm 1917 với ba trẻ chăn chiên.
Kính thưa cộng đoàn, mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima đã trao cho ba trẻ nhiều bí mật và căn dặn các em hãy sống thánh thiện để cầu nguyện cho những kẻ có tội và cứu vãn thế giới. Trải qua nhiều năm, Fatima đã thu hút biết bao khách hành hương đến tôn vinh mẹ rất thánh mân côi. Các đức giáo hoàng Pio thứ 12, Phaolô 6 và thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã từng đích thân tới Fatima để tôn vinh mẹ. Các ngài đã cử hành thánh lễ ngay tại nơi Đức Mẹ hiện ra và đã hiến dâng loài người cho Đức Trinh Nữ Maria. Còn với ba trẻ Fatima được chiêm ngưỡng Đức Mẹ hiện ra, các em đã sống theo ý Chúa, tuân lời Đức Mẹ. Tuy nhiên, Thiên Chúa có con đường của Ngài và Ngài dọn chỗ cho con người như thế nào là tùy lòng thương xót của Ngài. Với Francisco, em được nhìn thấy Đức Mẹ nhưng không được nghe lời Đức Mẹ nói. Em đã qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, tức là chỉ sau hơn một năm sự kiện mẹ hiện ra với ba trẻ. Bé Jacinta thì qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920, tức là sau Francisco chưa đầy một năm. Còn chị Lucia, người chị lớn nhất trong ba trẻ, thì Chúa còn để cho chị sống trong tu viện kín ở Tui gần 100 năm sau mới được Chúa gọi về. Lucia qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005. Kính thưa cộng đoàn, cách đây đúng 104 năm, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ tại Fatima để qua các em, Mẹ nhắn nhủ nhân loại hãy siêng năng cầu nguyện, siêng năng lần chuỗi mân côi và ăn năn sám hối, cải thiện cuộc đời. Sứ điệp ấy hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay, khi mà sự dữ và tội lỗi dường như đang thắng thế, thì sứ điệp của mẹ năm xưa như càng đang thúc giục trong tâm hồn chúng ta một cách mãnh liệt hơn. Con người ngày nay hư đi, thế giới đang dần xa Thiên Chúa, chỉ có thể được cứu vãn bằng những phương thế mà mẹ dạy. Hãy cầu nguyện, hãy lần chuỗi mân côi và hãy ăn năn sám hối sửa đổi cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng ta biết đáp lại lời kêu mời của mẹ năm xưa. Hãy siêng năng cầu nguyện, hãy siêng năng lần hạt mân côi và ăn năn sám hối sửa đổi cuộc đời, để có thể đem lại bình an, hạnh phúc cho chính mình và cho thế giới.